Không biết á, là bạn đã từng nghe ai đó kể là người A, người B rất là thích tôi nha bà. Người ta mê tôi lắm, người ta cho tôi cái này, cho tôi cái kia. Nhưng rồi á, các bạn sẽ đều thấy cái điểm chung của những người đến với họ là đều không có lâu. Và một thời gian sau á, họ lại tiếp tục kể là tôi chia tay ông rồi bà ơi, tại vì hai người tôi thấy không hợp nhau, hay là tôi chán ông rồi, tôi không có muốn quen nữa. Và họ cứ liên tục chuyển từ người này sang người khác và liên tục show off cái thành tích của mình ra cho bạn. Nếu bạn nghe quen á, hay đó có thể cũng là trường hợp mà bạn đang bị kẹt phải luôn, thì cái clip này sẽ dành cho các bạn. Nó có một điều mà các bạn chưa biết về cái nhóm người này, chính là thật ra đó, họ rất là muốn có một cái mối tình lâu dài, họ rất muốn kiếm được một người đàn ông yêu thương mình. Nhưng mà vì á, có một cái lý do nào đó đã khiến cho những người đàn ông tiếp cận họ đều bị tụt hứng rất là nhanh. Và vì họ không biết được cái lý do đó là gì, họ không biết được, nên là họ cứ liên tục chứng kiến cái sự ra đi của hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Và họ không có dám đối mặt với cảm giác là mình tiếp tục sẽ bị người đàn ông từ chối nữa. Nên trong vô thức họ sẽ chọn cái cách giải quyết, đó là tôi sẽ bỏ người này trước khi người này bỏ tôi sẽ làm tổn thương người này trước khi người ta làm tổn thương tôi. Để làm chi? Để họ được cái cảm giác mình hoành tráng, mình không có thất bại, tại vì mình bỏ người ta mà, chứ đâu phải là mình bị người ta bỏ đâu. Khi làm như vậy á, thì họ sẽ bớt đau hơn. Vậy thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách giải quyết để bạn thoát ra khỏi tình trạng này hen. Nó chia thành hai cách. Nếu bạn chính là người phụ nữ đó, thì cái cách để người đàn ông không bị tụt hứng với các bạn nhanh đó, đó là các bạn hãy ngưng dễ dãi với người đàn ông trong cái việc lên giường. Nhất là nói không với cái việc lên giường sớm các bạn. Người phụ nữ có giá mà cổ ngon thật sự đó, chính là cô gái khó bị chinh phục, chứ không phải là dễ lên giường. Nhưng sau đó lại đòi hỏi là tình cảm phải diễn ra như ý mình muốn, còn nếu không nha, là chị bỏ em nha. Sau đó hả, là họ đối xử với bạn không xứng đáng, rồi bạn bỏ anh, rồi bạn nói là hai người không hợp nha. Bạn có biết được vì sao tình cảm lại không như những gì bạn mong muốn không? Là tại vì bạn lên giường với họ sớm quá đi, nên họ không có hứng thú gì để tạo cho bạn cái sự lãng mạn hay đi chinh phục, làm hài lòng các bạn nữa. Thì cái này trong những khóa học thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn ha. Còn nếu bạn là nhóm người hay bị nghe ba cái chuyện đó, thì bạn nên cho họ biết là mình không có quan tâm. Tại vì nếu mà bạn cứ cho họ cái sự quan tâm công nhận, thì họ sẽ kể miết, mà chính những câu chuyện đó của họ sẽ làm ảnh hưởng luôn đến các bạn. Bạn sẽ có cảm giác mình bị so sánh, mình thấp kém hơn họ và mình bị tiêu cực luôn. Bạn không dành cho họ sự chú ý đến câu chuyện của họ nữa, thì chính bạn cũng đang giúp họ nhìn lại bản thân của mình, và bạn đang giúp họ bớt bị người đàn ông lợi dụng họ về sau mà chính họ cũng không biết luôn. Thì chốt lại vấn đề nè, người hoành tráng, người có giá, người ngon thật sự á, là cái người mà người đàn ông rất dễ tiếp cận nhưng lại rất khó đụng vô cổ. Cái giá là cái giá nó nằm ở chỗ đó, chứ không có phải là ai bỏ đàn ông thì mới có giá nha.